Xin chào nha. Khi mà các bạn mua máy về thì lắp nó rất là đơn giản thôi nha. Thì rút cái lời ra, chúng ta đúc đúc tay cờ mà này là cái đầu tiên này. Cái thứ hai là chúng ta lắp cái tay phanh này, lắp cái tay phanh này thì là lắp cái dây này vào cái tay phanh thì ta chỉ bóp một cái thôi là cái chỗ cái này nó sẽ thụt vào. Anh quay gần đây mọi người thấy cái này này, đây này, cái này nó sẽ thụt vào thì mọi người sẽ đưa là cái khớp này vào này. Thế là xong đó, rất là dễ. Ga, tay ga các bạn chỉ việc lắp lên nơi thôi. Đây là tay ga lắp lên nơi. Còn tiếp theo là cái dây đóng mở, anh quay có rõ đây em cái. Tiếp theo cái dây đóng mở này thì các bạn để ý nha, nó có một cái nút chỗ xanh này rồi, các bạn chỉ việc cắm vào là xong. Còn cái đây là cái dây mát thì bạn có thể lắp vào cái chỗ ốc bất kỳ ở trên chỗ này này. Đây các bạn lắp ngay ở đây là tiện nhất này. Đấy, các bạn tháo con ốc ra các bạn lắp vào, thế là xong. Đó, còn hai bánh thì cứ để đúc vào rồi, không có gì nào khó. Tiếp theo là các bạn phải kiểm tra nhớt của động cơ cho tôi, mở cái này ra, mở cái này ra. Đấy, đây là máy mới là chỉ một ít nhớt bảo quản thôi, các bạn phải đổ thêm nhớt làm sao đến cái vạch đời rồi này, chỉ đổ đến vạch đời thôi nhá, không được đổ đời quá, nếu đổ đời quá là máy nó bốc khói và rất khó nổ. Đấy, xong rồi các bạn mới phải đổ xăng. Đấy, nó đổ xăng này, đổ xăng vào các bạn phải nhìn xuống, nó có hai công tắc ở dưới này, đây công tắc dưới này thì là chúng ta phải mở xăng ở đây, on nhá, on là mở này. Đấy, phải mở này, nhiều cái nó đóng bên này thì nó sẽ không ra xăng được. Tiếp theo nữa là cái rất quan trọng để trước khi nổ ạ, là chúng ta sẽ nhìn thấy hai con ốc ở dưới cái chế này. Các bạn tháo một, các bạn lấy cờ lên 10 ạ, các bạn tháo cái con ốc này ra này, các bạn vặn từ từ thôi cho xăng nó chảy ra. Xăng nó chảy ra xong rồi thì các bạn lại vặn đóng vào như bình thường. Đây các bạn xả e xả khí nó. Xong rồi thì các bạn bật máy thôi, on đấy. Nút on ở đây. Xong rồi các bạn giật. Cái máy xăng này giật rất là nhẹ thôi, không hề nặng nhọc gì. Đấy, rất là nhẹ thôi. Xong rồi, đấy, hướng dẫn sử dụng.